Hello, nice to see you again. Our lesson today is English 8, My Language Exercise Unit 12, A Vacation Abroad. Bài học của chúng ta hôm nay là bài số 12 trong sách tiếng Anh lớp 8, sách bài tập tiếng Anh lớp 8 của tác giả Mai Lan Hương. Có cái title, cái đề là A Vacation Abroad, là một chuyến đi nghỉ ở nước ngoài. Phần thứ nhất, put these names in the blanks. Các em sẽ điền tên, những cái tên này vào những cái chỗ trống. Những cái tên này cô viết lại ha, cô viết lại để chút nữa có sẽ dễ di chuyển những cái danh từ này, những cái tên riêng này đến cái vị trí nó điền vào. So Southeast Asia là Đông Nam Á, Australia là nước Úc, Ottawa là thủ đô của Canada các em. The United Kingdom là Vương quốc Anh. London là thủ đô của nước Anh. Mount Rushmore các em học qua rồi ha, trong sách giáo khoa đó. Nó là nơi mà có bốn cái tượng, cái đầu của vị tổng thống được tạc vào đá ha, bốn vị tổng thống á có cái đầu được tạc vào đá đó. Đầu bằng đá nha, chứ không phải là đầu của mấy ông đó. Rồi, The Statue of Liberty. Ở trong những cái clip trước của bà cô có đọc sai chữ Liberty, đọc thành Liberty thì em sửa giùm cô nha, mình đọc là Liberty ha, không phải là Life. Statue of Liberty là tượng nữ thần tự do. Eiffel Tower, tháp Eiffel. Montreal là gì ta? Montreal là một thành phố ở Canada nha. Rồi, còn là The Statue of Liberty is in New York Harbor. Tượng nữ thần tự do là ở cảng New York. Cái này người ta làm cho mình rồi. Cái tiếp theo, câu số thứ nhất, a city là một thành phố where both French and English are spoken. Mà một thành phố nơi mà cả tiếng Anh và tiếng Pháp được nói, đó chính là Montreal. Nha, cô đưa chữ Montreal xuống. Montreal là một thành phố ở Canada, một thành phố đông dân thứ nhất thứ nhì đó ở Canada đó, nơi mà cả tiếng Anh và tiếng Pháp được nói, cho nên người ta cũng nói là ở Canada là bao gồm cả có những khu vực người ta nói cả hai thứ tiếng ha, tiếng Anh và tiếng Pháp. Câu thứ hai, cái gì đây, nơi nào mà is situated tọa lạc ở on the river Tham, trên dòng sông Tham. Tọa lạc trên dòng sông Tham đó chính là thủ đô London. Rất nổi tiếng ha. London is situated, tọa lạc on the river Thames, dòng sông Tham. The capital of Canada, thủ đô của Canada nãy cô có nói qua rồi, chính là Ottawa. Thủ đô của Canada là Ottawa. Paris, France, nó thì ở Paris, France, ở Paris, Pháp thì chính là Eiffel Tower, tháp Eiffel ha. Tháp Eiffel ở Paris, Pháp. Canberra is the capital of Canberra là thủ đô của nước Úc, Australia. Mặc dù Sydney là một thành phố rất nổi tiếng ở Úc, nhưng mà Canberra mới là thủ đô của nước Úc. Consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Là một nơi mà bao gồm cả nước Anh này, nước Scotland này, xứ Wales và Bắc Ireland. Đó chính là Vương quốc Anh, The United Kingdom. Rồi câu số 8. Thailand is in Thailand thì ở đâu? Thailand thì ở đâu nào? Ở Đông Nam Á, Southeast Asia, Đông Nam Á. Câu cuối cùng, is a national memorial where the faces of four US presidents were kept. Không biết cái này lên màn hình có bị mờ nữa không đây các em, chứ cô thấy mờ là nó sáng quá ha, cô giảm độ tối màn hình lại một chút. Nơi nào mà là a national memorial, tức là kỷ niệm thuộc quốc gia ha, cái gì tưởng niệm của quốc gia, nơi mà đầu mặt của bốn vị tổng thống Mỹ được tạc tượng thì đó chính là ở Montreal. Mount Rushmore. Rồi, xong phần thứ nhất, sang phần thứ hai này. Complete the passage with the most suitable words. Cô cũng bị mờ cái màn hình này các em ạ.
sợ các em lên video lại không thấy gì là tiêu. Toward a, à các em điền vào đoạn văn với những từ phù hợp. Toward a one of the, là gì đây? Toward là một trong những cái gì ạ? The gì popular holiday resort, cái khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất ở nước Anh. Nhất, nổi tiếng nhất, the most. Cái chữ popular là một tính từ dài cho nên mình sẽ dùng the most, tương xứng nhất. Câu thứ hai, provide cái gì đây? Đâu, chỗ này mình cần một chủ ngữ nha. Hết chấm câu chỗ này rồi, chỗ này cần một chủ ngữ. Cái này là cung cấp entertainment, giải trí, sports of every kind, etc. vân vân. Cái gì mọi loại hình thức thể thao hả? Nó cung cấp ha. Nó ở đây là người ta nói, nó ở đây ám chỉ to way á. It provide, nó cung cấp đủ các dịch vụ về giải trí, về thể thao, vân vân. You can, bạn có thể at the hotels by the sea, ở một cái khách sạn gần biển, at the hotel by the sea. Vậy thì cái mà bạn có thể ở lại đúng không? Stay bạn có thể ở lại. Nha cô giảm màn hình nhỏ lại một chút ha, chứ không làm màn hình to lên. Làm màn hình to lên là khi các em bị zoom màn hình chữ nó hơi mờ, cô cũng nhìn thấy nó mờ nữa. You can stay. Các em để ý nha, can là một động từ khiếm khuyết, cho nên sau động từ khiếm khuyết là động từ nguyên mẫu stay, cô giữ nguyên không chia gì hết. You can stay at the hotels by the sea, bên cạnh biển, or at comfortable, hoặc là nó thoải mái, nó cũng thoải mái, at comfortable cũng thoải mái, but nhưng mà less expensive, nó ít đắt đỏ hơn một chút. Người ta nói hơi ngược ngược ha. Ít đắt tức là rẻ hơn á. Ít đắt hơn cái gì? Hơn là ít đắt hơn, không phải ít đắt hơn cái gì, mà là ý người ta bảo là thuê khách sạn hoặc là mình chọn một nơi nó ít đắt tiền hơn, đó chính là nhà khách, guest house. Thì nhà khách nó sẽ đương nhiên nó sẽ rẻ hơn biển, cái khách sạn ngoài biển rồi ha, khách sạn bên cạnh biển rồi, nhưng mà ít đắt hơn, cũng thoải mái, nhà khách cũng thoải mái. Ok, camping site cũng có chỗ cắm trại. Có thì chúng ta dùng there be ở đây là there are, tại vì camping site, những chỗ cắm trại, những địa điểm cắm trại số nhiều mà ha, chữ site này là một danh từ số nhiều. Vậy thì there are có những cái địa điểm cắm trại, cũng có những địa điểm cắm trại. Các em biết there mà cộng với động từ to be á, thì mình dịch là có, đúng chưa? Và chỗ này sau này nó là danh từ số nhiều thì mình sẽ đi với to be ở số nhiều, mà danh từ số ít thì to be mình đi với danh từ to be, mình chia số ít. Torquay has large sandy beaches, cũng có Torquay có sandy beaches, những bãi cát biển á, các biển lớn. You can buy refreshment, nơi mà bạn có thể mua cái gì tươi đây, nơi ha, chỗ này cô sẽ dùng where, nơi, dùng trạng từ quan hệ, where, refreshment, những cái thức tươi ngon, thức đồ ăn, thức uống gì đó, hoặc là cái không khí trong lành gì đó, nói chung là refreshment, mua cái sự tươi mới. And hire, thuê một cái gì đó, to sit on, để ngồi, thuê cái ghế, chair. Thêm những cái ghế số nhiều, chair, to sit on. Có large area, những khu vực rộng lớn, of grass, có những bãi cỏ rộng lớn, grass là cỏ ha, large area of grass, những bãi cỏ rộng lớn, grassland, and miles of cliff path, và những con đường mòn để đi bộ cho những người đi bộ, cho ai đó, for walkers. Rồi, phần 3 La Mã nè. Write sentences with the keywords using the past progressive tense. Các em sẽ viết lại câu với những từ gợi ý sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Nhớ để cho cô ha. Past progressive thì quá khứ tiếp diễn. Đối với bài này, họ đã bảo các em là viết lại câu bằng những từ gợi ý, nhưng đặc biệt là sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Người ta đã cho mình biết là sử dụng thì quá khứ tiếp diễn rồi, past progressive rồi, thì các em cứ áp dụng công thức của thì quá khứ tiếp diễn vào mà chia thôi. Thì trong công thức của thì quá khứ tiếp diễn, cô chưa nói đến cách dùng nha,
Cô chưa nói cách dùng, chút nữa cô dịch từng câu rồi cô sẽ nói tới cách dùng ở trong câu đó cho các em xem. Thì đối với thì quá khứ tiếp diễn thì công thức của nó chính là chủ ngữ cộng với động từ was hoặc là were cộng với động từ thêm in, động từ chính thêm in. Các em lưu ý cho cô đó là câu khẳng định. Còn nếu câu phủ định các em sẽ thêm not vào sau động từ was hoặc là were sau động từ to be á. Còn câu nghi vấn thì chuyển động từ to be đó lên trước chủ ngữ. Thì chúng ta cứ lần lượt từng câu, từ câu số 1 trước nè. Câu thứ nhất, những cái này là cô cũng chỉ mới viết lại đề thôi nha, chứ cô chưa có làm bài thì cô sẽ vừa nói vừa làm. Cái đề bài của họ là they. They các em phải xác định được đâu là chủ ngữ, rồi mới xác định sau chủ ngữ đó to be mình chia cái gì. Chủ ngữ ở đây là they. Thì to be của thì quá khứ tiếp diễn, they là số nhiều cho nên các em sẽ dùng were. They were. Rồi động từ chính, động từ play, các em thêm in vào cho cô, playing. They were playing tennis. Họ chơi tennis vào lúc 10:30 sáng hôm qua. Trước một cái giờ xác định thì các em dùng giới từ at. At 10:30 yesterday morning. Câu số 2, I'll do homework 5 o'clock this afternoon. An thì làm bài tập về nhà vào lúc 5 giờ chiều hôm qua. An là chủ ngữ, chủ ngữ an số ít cho nên dùng was. Do là động từ chính, cô thêm in vào động từ chính, was doing. An làm bài tập về nhà của cô ấy, her homework vào lúc 5 giờ thì cũng là at 5 o'clock this afternoon. Câu số 3, My father, các em ha, my father là chủ ngữ số ít, cho nên cô dùng was số ít. My father was. Rồi động từ was là động từ chính thì thêm in vào động từ was, washing. Chỉ cần thêm in vào thôi. Washing. My father was washing his car, cái xe hơi của anh ấy. From 5 to 6 thì từ 5 giờ cho tới 6 giờ chúng ta không cần dùng thêm giới từ nào nữa ha, đã có giới từ from 5 to 6 rồi. Câu số 4. This time, sao chữ nhỏ vậy các em, hơn một chút ha. This time, thời gian này năm ngoái, this time last year. Thời gian này năm ngoái, we là chủ ngữ số nhiều nha, cô dùng were ha. Live là động từ chính, động từ chính này thêm in, các em bỏ e đi rồi thêm in. Động từ nào mà có e thì bỏ e đi rồi thêm in ha. Chúng tôi đang sống ở Pháp, in French, ở trước một quốc gia các em dùng giới từ in. Câu số 5, the students là chủ ngữ số nhiều, cô dùng were. Cứ tại vì tất cả những câu này đang là câu khẳng định mà ha. Chút nữa câu cuối cùng của số 8 là câu hỏi này, thì cô mới nói các em về câu hỏi xong. Offer, đề nghị. Những học sinh thì đang offer, đang tặng chứ, đang tặng, offer tặng, đưa tặng gì đó ha. Offering, cô thêm in vào chữ đọc từ offer. Tặng flowers, những bông hoa. The flower cho những vị khách. What's up to the visitors, huh? Đang tặng, offer to, tặng cái gì đó cho ai, offer something to somebody. Câu số 6, tôi, ai thì đi với ai thì ở quá khứ, to be ở quá khứ kém đi với was nha, số ít. I was, tôi đang nấu ăn tối, were cooking thêm in vào ha. Dinner, tôi đang nấu bữa tối, cooking dinner. Tôi đang nấu bữa tối half an hour ago, cách đây nửa tiếng đồng hồ. Rồi chỗ này mình cũng không cần điền giới từ gì cả ha. Cách đây nửa tiếng đồng hồ, thời điểm xác định là cách đây nửa tiếng đồng hồ mình đang nấu ăn tối. Câu số 7, cô ấy, she là số ít cho nên cô sẽ dùng she was working, các em thêm in vào working. Cô ấy đang làm việc trong studio, working in the studio, trong cái thời gian trong cái studio này vào lúc đó, at that time, vào thời gian đó, at that time. Vậy thì quá khứ tiếp diễn luôn. Câu số 8, các em để ý câu này là câu hỏi nha. Câu hỏi thì cô có nói là câu hỏi thì mình phải đưa động từ to be lên trước chủ ngữ. Thì chủ ngữ ở trong câu này là you. What là từ để hỏi, còn you mới là chủ ngữ. Động từ chính là do. You thì mình đi với were đúng không? Nhưng mà trong câu hỏi cho nên mình phải đưa were lên trước you.
were, cô đưa were trước you. What were you, rồi động từ chính là do, mình thêm in vào. Were you doing, bạn đang làm gì? From 3 to 6, từ 3 giờ tới 6 giờ, yesterday afternoon, và chiều hôm qua, chưa? Vậy là xong. Xong phần 1, 2, 3 là mã của bài tập Mai Lan Hương, bài số 12. Rồi tạm thời tạm biệt các em ở đây. Mình sẽ gặp lại trong video tiếp theo. Chúc các em hiểu bài.